Chào mừng các bạn đã đến với kênh Hari Nguyễn Hôm nay mình chia sẻ món trà lai chanh leo để uống tại nhà để kinh doanh giữa nhiệt mùa hè nắng nóng này Nguyên liệu cần chuẩn bị 1kg chanh dai hay còn gọi là chanh leo, đường, một ít muối và trà là... lai Các bạn ơi nếu yêu thương Harry cho mình xin một nút like, một nút đăng ký để Harry có động lực ra những video tiếp theo chia sẻ tận tình chi tiết luôn nha Hãy cùng Harry thực hiện nào mình bổ đôi hết một ký chanh dây này ra để lấy à, hạt và nước. Mình sẽ đi khủi hết à, phần hạt và phần nước của trái chanh dây này ra tí nữa. Mình đi ướp nước đường nha. Sau đó mình đi rim để lùm sốt chanh dây. Mình sẽ lựa những quả chanh dây to trái và vừa chín tới để phần thịt bên trong được nhiều nước mình cho vào đây 400g đường tương ứng với 400g chanh dây tỷ lệ 1 1 nha các bạn giờ mình sẽ trộn đều cái đường và cái, cái hỗn hợp chanh dây này và mọi người ngâm trong vòng 30 phút để cho cái nước đường nó toan ra hết thì mình sẽ bắt lên bếp và đi rim nha cho vào đây 1g muối nha các bạn đây là 15g trà lại mình cho vào túi lọc nha mình ủi với một lít rưỡi nước nha các bạn cho vào một lít rưỡi nước nha để nắp lại và mình ủ trong vòng 15 phút được uh, nửa tiếng rồi nha các bạn bây giờ mình sẽ đổi vào cái xanh này mình đi mình, mình sơn cái cái hỗn hợp này lên nha mọi người để tạo ra mức chanh da nha các bạn các bạn lưu ý dùm cho Harry là trong quá trình mình sơn đó mình để lửa à, vừa thôi nha mình đừng có để lửa lớn nha các bạn cái hổng này nó đã sôi lên thì mọi người để lửa nhỏ thôi nha và mình đun thêm trong vòng thêm tầm khoảng 10 phút nữa là cái hổng hồi với nó kẹo lại là ok nha các bạn là có mức chanh dây của mình nó như vậy là nó tới rồi nha cái mất chân dai mọi người đung như vậy là ok nha mọi người ha nó đã sánh lại rồi nha một tí nữa mọi người để nguội nữa thì nó sẽ sánh hơn như vậy là được rồi chứ đừng cái đung sọt quá thì lúc mình pha chế mình phải đánh lên nữa nha mọi người thấy ngon không dù như có bạn nào mà rảnh á mọi người có thể làm ở nhà rồi mọi người để dành uống trong vòng một tuần cũng được nha mình để ngăn mát tủ lạnh á mình uống trong một tuần vẫn là ok nha ủ trà được 15 phút rồi mình sẽ dợt dớt lấy cốt nước trà nha các bạn trà này ra trước khi dớt thì mọi người dặm dặm vài cái đi cho cái cái nước trà trong trà nó nó ra hết hoàn toàn luôn nha là được ha màu nước trà rất là đẹp nha mọi người ha để sốc nhiệt mà nguội nhanh đó thì mọi người cho vào đó là 400g đá nữa nha 400g đá vi màu trà rất là đẹp luôn nha các bạn sốt chanh dây đã nguội rồi mình cho ra hũ hoặc là các khay nhỏ để dùng dần nha các bạn ha cái này mình để ngăn móc tủ lạnh dùng được một tuần nha các bạn nhìn thấy ngon không nó sốt nó kẹo lại như vậy là ok nha các bạn mình sẽ đi pha một ly trà chanh dây mời mọi người cùng thưởng thức, thức với Harry nha cho vào đây là 150 ml cốt trở lại các bạn ha tiếp theo là cho 30 ml mức chanh dây nắm mình, mình vừa nấu xong nha à, 20ml nước đường nửa quả chanh dây nha các bạn nửa quả chanh dây tươi nha để cho cái vị chua nó sẽ cùng với vị thơm của mùi chanh dây tươi nha các bạn đem ít đá nè đây nắp lại nha rồi các bạn sắp xóc đều lên là được một ly đá nha các bạn hết có hộp này lên mọi người thấy màu nước ngon không, mọi người đó đây này mọi người có thể uống như vậy hoặc là mọi người mít dưa chân châu trắng hoặc là họ thích tinh cũng được thì Harry sẽ mít một ít uh, họ thích tinh lên nha mọi người ha đó mít ít họ thích tinh lên mẹ bím sữa nào á mà muốn um món trà sữa mà chưa biết cách pha chế chưa biết cách nấu thì mọi người có thể tham khảo quyển sách bên Harry nha quyển sách bên Harry đó mọi người thì nó ghi cụ thể chi tiết luôn bạn nào mà chưa biết nấu trà sữa thì đọc vô vẫn biết nấu nha mọi người thì công thức này nó cụ thể từng bước từng bước luôn cho mọi người làm đó nha nên mọi người yên tâm ở dụ như có gì mà thắc mắc thì mọi người cứ inbox Zalo cho Harry Harry sẽ trả lời cho mọi người nha thì quyển sách này đi ghi ngắn gọn xúc tích và rõ ràng chi tiết luôn nhanh tính luôn giá cốt cho mọi người luôn đó đi cho mọi người xem qua ha ví dụ như là mọi người muốn nấu thịt phô mai tươi đi thì đi sẽ ghi là nguyên liệu chuẩn bị cần những gì đó đi liệt kê hết cho mọi người luôn rồi bước 1 là làm gì luôn bước 1 là trộn trộn có rau cao dưới đường bước 2 là đun nước rồi bước 3 bước 4 rồi có bước 5, bước 6 luôn Rồi Harry hướng dẫn cho mọi người à, cách bảo quản á, cái thạch này để cho nó nó được lâu hơn là như thế nào luôn nha Đó đó về, đó là phần thạch nha Harry sẽ cho mọi người xem thêm một cái dù như là về trà sữa Đó thì trên thị trường á, thì nó cũng có nhiều loại sách lắm các bạn Nhưng mà họ ghi á, họ ghi không có cái chi tiết cụ thể như bên Harry đâu Tại cái này á, của Harry được ghi cụ thể chi, chi tiết luôn Mà quán Harry đang úp dụng nha họ đi cho mọi người coi ví dụ như các trà sữa truyền thống thì thì họ đi á sẽ ghi là bước một làm gì nè đúng không Rồi bước hai làm gì bước ba làm gì mức trà sữa cho cót say luôn muốn giảm đồ ngọt thì như nào muốn tăng đồ ngọt như nào luôn ha có tính dốc cốt luôn và cách bảo quản cho mọi người luôn ha nói chung mỗi sách này nó rất là đầy đủ cụ thể và chi tiết luôn bạn nào không biết làm trà sữa thì đọc vào cũng biết làm nha còn trên thị trường á nó chỉ ghi chung chung thôi mà họ không ghi từng bước một bước hai cho mọi người đâu mà họ ghi ví dụ như là họ ghi cho định lượng một ly thôi nha mọi người ha còn Harry á, là họ ghi ghi theo kính lượng là pha chế cho nhiều ly mọi người có thể mở quán bán được luôn còn bạn nào ví dụ như mua mà để nấu nhà uống á, thì mọi người nấu ít lại chi công thức và nấu ít lại là cũng ok nha hoặc là mọi người ví dụ như muốn mọi người muốn nấu trà sữa sô cô la đi thì Harry cũng sẽ ghi bước một làm gì bước hai làm gì bước ba làm gì luôn nha mọi người Harry ghi rõ luôn là bao nhiêu gam dùng trà gì luôn có hiệu trà cho mọi người luôn nha để mọi người mua mọi người nấu nha như trà thái cũng vậy nè mọi người ha Harry cũng ghi từng bước từng bước rõ ràng cụ thể cho mọi người luôn rồi Harry uh, ghi luôn có cách mà pha chế luôn nha mọi người ví dụ như pha chế cho ly 350ml thì dùng 120ml cốt trà đó ly 500ml ly 700ml nha và Hari cũng hướng dẫn luôn có cách tăng giảm đồ ngọt tính giá cốt và cách bảo quản luôn nếu trong quyển sách này á là Hari đã chọn lọc với mọi người chọn lọc và đưa những cái ghi những cái cụ thể và chi tiết nhất cho mọi người để mọi người có thể làm luôn cũng giống như mọi người đi học á, thì ông thầy ông sẽ hướng dẫn qua một cô ở trung tâm đó, bà sẽ hướng dẫn bà sẽ thao tác cho mọi người rồi người ta họ cũng họ cũng phát cho mọi người quyển sách để mọi người về mọi người làm thôi chứ thật ra quyển sách này nó giống y như mọi người học trực tiếp thôi như học trực tiếp thì mọi người sẽ nhìn nhìn được cái thao tác của ông thầy giáo đó ông dạy hoặc là một cô giáo đó dạy tới mọi người nha còn quyển sách này á, thì mọi người đọc vô thì mọi người vẫn làm được thôi nha thì quyển sách này bên Harry đang có chương trình khuyến mãi đó các bạn thì còn 299 ngàn nha bạn nào mua thì nhớ inbox qua Zalo giúp Harry 0933395267 mọi người trong quá trình mọi người mua sách đó mọi người có thắc mắc gì thì inbox Harry cũng sẽ giải đáp cho mọi người luôn nha đó sách Harry là ghi cụ thể rõ ràng luôn cho mọi người coi nè, ví dụ như cách nấu chân châu khô cũng vậy Harry cũng đi từng bước từng bước rồi cách bảo quản cho mọi người luôn nay là đọc vô là dễ hiểu cho mọi người làm luôn nha Nên mọi người Nếu mọi người chưa biết cách pha chế hay là chưa biết cách nấu trà sữa thì mọi người có thể tham khảo quyển <laughs> sách này của Harry nha mọi người nha Trong này có món đó xay nói chung mà đầy đủ luôn Ví dụ như bạn nào mà mở một quán lớn cũng có thể thơm khẩu sách này nha quân lớn hay quân nhỏ gì cũng ok hết đã pha xong một ly trà chanh dây rồi đó mọi người thấy ngon không Harry mời mọi người cũng thức thức với Harry nha mọi người thấy có màu lên đẹp mọi người đó có màu nó cực kỳ đẹp luôn nha đó mọi người thấy có màu cực kỳ xinh luôn thì cái trà chanh cảm ơn các bạn đã xem hết video của Harry à, mọi người ơi nếu yêu thương Harry bấm cho Harry một nút like một nút đăng ký ở bên phải màn hình Uh, xin chào và hẹn gặp lại về những video tiếp theo bye bye